Hoàng Anh xin chào mừng quý khán thính giả đến với bản tin trên kênh Culture Channel, kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Văn hóa Đời Sống Anh Việt Culture Magazine thực hiện. Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 12, xin kính chúc quý vị một ngày an lành và một cuối tuần vui vẻ. Sau đây mời quý vị theo dõi phần điểm tin thế giới. Thưa quý vị, cập nhật cuộc chiến Israel và Hamas, thêm hàng trăm người Palestine tử vong khi Israel tấn công vào phía nam Gaza. Bác sĩ Ashraf El Quadra là phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza cho biết, số người tử vong ở Gaza hiện đã lên tới 17.177 người, với hơn 46.000 người bị thương, theo NBC News. Ông El Quadra cho biết 350 thi thể và 900 người bị thương được đưa đến các bệnh viện khu vực trong vòng 24 giờ qua, lại càng làm cho hệ thống ở vùng đất Palestine thêm nghiêm trọng. Ông El Quadra cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thống kê số người tử đạo và những người bị thương. Bệnh viện lớn nhất Gaza là El Shifa đang phải vật lộn để hoạt động trong tháng qua vì nguồn điện, nhiên liệu và thiết bị y tế khan hiếm. Phía Israel đã cho phép một số thường dân bị thương rời Gaza qua cổng biên giới Rafah với Ai Cập để được điều trị, nhưng bác sĩ El Quadra nói rằng những người rời đi chỉ chiếm chưa đến 1% số người bị thương. Người dân Palestine cho biết các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía đông Khan Yunis, là thành phố lớn nhất phía nam Gaza. Đã có thêm hàng trăm người Palestine thiệt mạng khi quân đội Israel giao chiến với phiến quân Hamas tại các thành phố lớn nhất của dải Gaza vào hôm thứ Năm. Hiện nay gần 2 triệu người dân Gaza chạy loạn đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và phải vật lộn để tìm nơi ẩn náu an toàn. Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một số tay súng ở Khan Yunis, trong đó có 2 chiến binh xuất hiện và nổ súng từ một đường hầm. Truyền hình Israel chiếu đoạn phim bắt giữ các chiến binh Hamas bị lột quần áo lót và cúi đầu ngồi trên đường phố ở thành phố Gaza. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện riêng qua điện thoại với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và Quốc vương Abdullah của Jordan. Tòa Bà Đốc cho biết ông Biden nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu là bảo vệ dân thường và tách dân thường khỏi Hamas, bao gồm cả việc thông qua các hành lang cho phép mọi người di chuyển an toàn khỏi các khu vực chiến sự. Con trai Bộ trưởng Israel đã thiệt mạng ở Gaza. Quân đội Israel thông báo con trai một bộ trưởng nội các thời chiến của nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ở dải Gaza. Benny Gantz, lãnh đạo Đảng Thống nhất Israel ngày 8 tháng 12 cho biết, con trai của một bộ trưởng nội các Israel và cựu tư lệnh quân đội Gal Meir Eisenkot đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở dải Gaza. Ngày 7 tháng 12 giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo Thượng sĩ Gal Meir Eisenkot, 25 tuổi, thiệt mạng trong trận chiến ở phía bắc dải Gaza. IDF không thông tin cụ thể về cái chết của thượng sĩ này. Thượng sĩ Gal Meir Eisenkot là con trai của ông Gadi Eisenkot, cựu tư lệnh quân đội và hiện là một trong những bộ trưởng nội các thời chiến, nơi ra quyết định cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Trong thông điệp chia buồn, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết ông rất đau lòng, mô tả Gal Eisenkot là chiến binh dũng cảm và là người hùng thật thụ. Israel phát súng cho dân quân gần dải Gaza. Các quan chức quốc phòng và thành viên lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 7 tháng 12 bắt đầu phát vũ khí và thiết bị quân sự khác cho dân quân tại những khu dân cư gần dải Gaza. Quá trình này sẽ diễn ra trong vài tuần, sau đó được mở rộng sang những địa phương khác. IDF và Bộ Quốc phòng Israel cho biết động thái này trong giai đoạn đầu của chương trình Ngọn gió trở về, với mục tiêu là tăng cường phòng thủ biên giới, chuẩn bị cho những người đã di tản khỏi khu vực này quay trở về nhà. Trong giai đoạn tiếp theo, giới chức Israel sẽ phát thêm thiết bị y tế và hậu cần bổ sung cho dân quân. Bộ Quốc phòng Israel đang cấp tốc mua sắm thiết bị và huấn luyện lực lượng dự bị. Theo cơ quan này và quân đội IDF, đây sẽ là yếu tố chính trong khôi phục an ninh cho người dân. Chương trình sẽ tạo ra điều kiện tốt hơn để người dân quay về nơi ở trong những tuần tới, thông cáo này có đoạn. Quân đội IDF sẽ tăng quân đồn trú tại các khu dân cư gần biên giới và mở rộng quá trình huấn luyện các binh sĩ. Bầu cử Mỹ 2024, ông DeSantis ghi điểm cao nhất trong cuộc tranh luận thứ tư của Đảng Cộng Hòa. Tối ngày 6 tháng 12, 4 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống gồm thống đốc bang Florida ông Ron DeSantis, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie và doanh nhân Vivek Ramaswamy đã tham gia cuộc tranh luận lần thứ tư tại bang Alabama để xem ai có thể cạnh tranh được với cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ra ứng viên tổng thống của đảng này vào năm 2024. Tờ The Hill đưa tin, thống đốc DeSantis được coi là người chiến thắng trong cuộc tranh luận lần này Đây là lần đầu tiên sau 4 cuộc tranh luận, ông DeSantis đã thể hiện hình ảnh ứng cử viên mà ban vận động tranh cử của ông mong muốn. Đặc biệt trong suốt phần đầu của cuộc tranh luận, ông DeSantis đã tỏ ra rất mạnh mẽ. Trong khi đó, doanh nhân Ramaswamy bị đánh giá là yếu nhất. Số cử tri có quan điểm tiêu cực về vị tỷ phú gốc Ấn Độ này đã tăng mạnh trong các cuộc thăm dò kể từ mùa hè, và con số này chắc chắn còn tiếp tục tăng sau cuộc tranh luận vừa qua. Cựu Tổng thống Donald Trump đã không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào cho đến nay, trong bối cảnh ông vẫn đang không có đối thủ cạnh tranh trong các cuộc thăm dò. Theo kết quả khảo sát trên trang 538 được tiến hành trên toàn quốc, ông Trump dẫn đầu trong số ứng cử viên của đảng Cộng hòa với gần 50% tỷ lệ ủng hộ. Con trai ông Biden bị truy tố với cáo buộc né thuế. Hunter Biden là con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, bị truy tố với cáo buộc tìm cách né khoản thuế 1,4 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn 2016 đến 2019. Trong cáo trạng 56 trang nộp lên tòa án ở bang California ngày 7 tháng 12, công tố viên đặc biệt David Weiss cho rằng Hunter Biden đã tìm cách để không phải nộp ít nhất 1,4 triệu đô la Mỹ tiền thuế liên bang từ năm 2016 đến năm 2019. Con trai Tổng thống Mỹ bị cáo buộc 9 tội danh liên quan đến hành vi né thuế và có thể lãnh 17 năm tù nếu bị kết tội. Theo cáo trạng, Hunter kiếm được nhiều tiền với vai trò thành viên hội đồng quản trị một tập đoàn công nghiệp Ukraine và quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài. Hunter kiếm được hơn 7 triệu đô la Mỹ từ 2016 đến 2020 và sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân, phục vụ lối sống xa hoa nhưng không đóng thuế, công tố viên đặc biệt Weiss cho hay. Dù Hunter cuối cùng đã nộp số tiền thuế này vào năm 2018, công tố viên cáo buộc anh kê khai khấu trừ thuế không đúng sự thật để né thuế, nhằm để giảm bớt số tiền phải nộp. Hunter hồi tháng 10 không nhận tội ở bang Delaware liên quan 3 cáo buộc nghiêm trọng bắt nguồn từ việc mua súng lục vào năm 2018, dù đang nghiện ma túy. Hunter bị cáo buộc sở hữu súng trái phép và 2 cáo buộc khai man trên mẫu đơn mua súng rằng anh ta khi đó không sử dụng ma túy. 3 tháng trước đó, thỏa thuận nhận tội giữa Hunter Biden và công tố viên Weiss đã thất bại. Theo thỏa thuận, nếu nhận tội, Hunter sẽ được xóa bỏ cáo buộc liên quan đến súng và nhận 2 tội về thuế, tránh phải ngồi tù. Những cáo buộc mới đồng nghĩa Hunter có thể bị xét xử 2 lần trong năm tới. Hunter, 53 tuổi, hiện là con trai duy nhất của Tổng thống Biden, sau khi con trai cả của ông là Beau Biden qua đời năm 2015 do ung thư não. Hunter từ lâu đã là mục tiêu công kích của đảng Cộng hòa. Mỹ điều tra hành vi bài Do Thái trong các trường đại học hàng đầu. Ngày 7 tháng 12, Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với 3 trường đại học hàng đầu của nước này. Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi các nghị sĩ bày tỏ không hài lòng với câu trả lời của các trường trên về việc giải quyết vấn đề bài Do Thái. Ủy ban trên cho biết sẽ điều tra môi trường học tập và chính sách kỷ luật tại Đại học Harvard, Đại học Pennsylvania và Viện Công nghệ Massachusetts MIT. Ủy ban cho rằng các biện pháp mà các trường này thực hiện chưa đủ để giải quyết sự gia tăng các hành vi bài Do Thái trong môi trường trường học, kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10. Dự kiến cuộc điều tra này có thể được mở rộng sang các trường đại học khác. Người phát ngôn của Đại học MIT cho biết, trường bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức và sẽ phối hợp với Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động để giải tỏa những nghi vấn này. Còn người phát ngôn của Đại học Harvard cũng tuyên bố trường này có cam kết cao nhất trong việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và sẽ chia sẻ thông tin với Ủy ban trong cuộc điều tra. Trong khi đó, đại diện Đại học Pennsylvania chưa đưa ra bình luận. Trước đó, tại phiên điều trần hôm 5 tháng 12, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Alice Stefanik đã chất vấn lãnh đạo của 3 trường trên, hỏi họ rằng liệu lời kêu gọi của nhiều nhóm sinh viên phản đối Israel và chống lại người Do Thái có vi phạm quy tắc ứng xử liên quan đến hành vi bắt nạt và quấy rối ở trường này hay không. Tuy nhiên, phía lãnh đạo các trường này đã không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Sau khi xung đột Hamas-Israel nổ ra cách đây 2 tháng, các cuộc biểu tình hay là hoạt động bài Do Thái và bài Hồi giáo, trong đó có cả hành vi bạo lực, đã gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, khiến cho các nước phải triển khai biện pháp bảo đảm an ninh và bảo vệ an toàn cho người dân. Một luật sư gốc Việt được thống đốc Gavin Newsom bổ nhiệm làm chánh án ở Orange County. Luật sư Huy Nguyễn vừa được thống đốc Gavin Newsom, đảng Dân Chủ, bổ nhiệm làm chánh án tòa thượng thẩm California tại Orange County Theo thông cáo từ văn phòng thống đốc ở Sacramento, luật sư Huy Nguyễn là luật sư bào chữa công tại Orange County từ năm 2003 đến nay, chuyên đại diện cho những bị cáo hình sự không có đủ tiền mướn luật sư khi ra tòa. Trước đó, ông làm việc cho văn phòng luật sư Andre Lum ở Westminster và văn phòng luật sư Peter Nguyễn ở Garden Grove. Luật sư Andre Lum cho biết, ông rất vui khi biết được tin luật sư Huy Nguyễn được bổ nhiệm làm chánh án vì đây là một người rất tốt. Theo văn phòng thống đốc Gavin Newsom, luật sư Huy Nguyễn là người theo đảng Dân Chủ, tốt nghiệp cử nhân tại Đại học UC Irvine, tốt nghiệp luật tại Đại học Whittier Law School Costa Mesa và sẽ thế chỗ cho chánh án Gerald Johnston nghỉ hưu. Luật sư Huy Nguyễn cho biết ông sang Mỹ năm 1975, có vợ và đang cư ngụ tại Costa Mesa. Như vậy thì luật sư Huy Nguyễn sẽ là chánh án gốc Việt thứ tư tại Orange County từ trước tới nay. Chánh án Nguyễn Trọng Nho là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ này tại quận hạt có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, khi ông được thống đốc Gray Davis, đảng Dân Chủ, bổ nhiệm vào năm 2000. Ông Nho đã nghỉ hưu năm 2013. Người thứ nhì là chánh án Jerry Phạm, sau khi thắng cử cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6 2010, thay vì chờ nhậm chức vào tháng Giêng 2011, bà được thống đốc Arnold Schwarzenegger, đảng Cộng Hòa, bổ nhiệm làm chánh án chính thức vào tháng 7 2010. Người thứ ba là chánh án Vũ Nhân, được thống đốc Jerry Brown, đảng Dân Chủ, bổ nhiệm làm chánh án hồi tháng 6 2018. Tổng thống Nga Putin đã thực hiện một chuyến viếng thăm hiếm hoi tới các tiểu vương quốc Ả Rập Emirates và Ả Rập Saudi, theo đài BBC News. Các đề tài thảo luận giữa ông Putin với tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Emirates bao gồm hai cuộc chiến tranh tại Gaza và Ukraine, cũng như vấn đề sản xuất dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang chủ trì cuộc hội nghị thượng đỉnh COP28 do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Nhà lãnh đạo Nga người hiếm khi ra khỏi nước, kể từ hồi tháng 3 sau khi Tòa án Quốc tế ban hành trác lệnh bắt giữ ông về tội bắt cóc trẻ em đưa về Nga, cũng gặp nhà lãnh đạo Iran vào thứ Năm ở Moscow. Tòa án quốc tế đã cáo buộc ông Putin tội bắt các trẻ em Ukraine để đưa sang Nga, một tội ác chiến tranh, nhưng cả Ả Rập Thống Nhất cũng như là Ả Rập Saudi đều không nhìn nhận phán quyết đó của tòa. Chuyến công du diễn ra khi Nga muốn phóng tầm ảnh hưởng tới vùng vịnh và phá hoại toan tính của Tây Phương muốn cô lập ông. Vị thái tử nhiếp chính của Ả Rập Saudi là Mohammed bin Salman nói rằng sự hợp tác song phương giữa Ả Rập Saudi và Moscow đã giúp tháo gỡ nhiều căng thẳng tại vùng Trung Đông. Nhật Bản đề nghị tử hình kẻ phóng hỏa làm 36 người thiệt mạng. Ngày 7 tháng 12, các công tố viên Nhật Bản đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo thực hiện vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation ở thành phố Kyoto năm 2019, khiến cho 36 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Tại phiên xét xử diễn ra ở tòa án quận Kyoto, phía cơ quan công tố cho rằng hành vi của bị cáo Shinji Oba, 45 tuổi, có chủ ý, vô cùng nguy hiểm và thực sự tàn ác, gây tác động lớn đến xã hội. Tranh luận tại tòa, phía công tố thừa nhận Aoba đã lầm tưởng rằng hãng Kyoto Animation đã đạo nhái tác phẩm của mình, song nhấn mạnh điều này ít tác động đến hành vi của bị cáo và không phải là lý do để Aoba được miễn mức án phạt nặng nhất. Trong khi đó, phía luật sư bào chữa cho Aoba cho rằng án tử hình là quá nặng và nói rằng bị cáo không đủ khả năng nhận thức vào thời điểm tiến hành vụ tấn công. Tại phiên tòa, Aoba đã thừa nhận là thủ phạm của vụ tấn công do lầm tưởng rằng hãng Kyoto Animation đã đánh cắp ý tưởng trong cuốn tiểu thuyết của mình. Trong phiên xét xử một ngày trước đó, bị cáo đã lần đầu tiên bày tỏ xin lỗi gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 25 tháng 1, 2024. Tháng 7, 2019, Aoba đã xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation và đổ xăng rồi châm lửa đốt khiến cho xưởng phim này bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong xưởng phim có 74 nhân viên đang làm việc. Đa số các nạn nhân ở trong độ tuổi từ 20 đến 30. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản. Xưởng phim Kyoto Animation còn được gọi là KyoAni, được biết đến với các phim hoạt hình kinh điển như là Kion, The Melancholy of Haruhi Suzumiya hay là Violet Evergarden. Khoảng 1.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19 mỗi một tuần. Gần 4 năm kể từ khi có đại dịch COVID-19, hàng trăm người Mỹ vẫn thiệt mạng mỗi tuần, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC loan báo, theo The Independent hôm thứ Năm ngày 7 tháng 12. Hiện nay, COVID-19 làm khoảng 1.000 người tử vong và 15.000 người vô bệnh viện mỗi một tuần. Bác sĩ Mandy Cohen, giám đốc CDC cho hay trong buổi họp báo hôm thứ Bảy tuần trước, số người tử vong vì COVID-19 hồi tháng 7 ở Mỹ giảm xuống dưới 500 người, là thấp nhất kể từ đầu đại dịch, rồi tăng đều đặn lên tới 1.400 người hồi tháng 9. Dữ liệu mới nhất của CDC cho thấy số người vô bệnh viện vì COVID-19 tăng 10% trong một tuần, hồi giữa tháng 11, lần tăng đáng kể đầu tiên trong nhiều tháng. Ca COVID-19 đang tăng lại nhiều nhất ở vùng Trung Tây và vùng Trung Đại Tây Dương. Mặc dù hầu như vùng nào của Mỹ cũng có số ca tăng lên, CDC cho hay trong phúc trình hàng tuần hôm thứ Sáu tuần trước. Một trong những nguyên nhân COVID-19 tăng lên lại là ít người chích ngừa COVID-19 mũi tiêm tăng cường mới nhất. Chỉ 16% người lớn ở Mỹ chích mũi tăng cường thứ tư, được bào chế để ngừa biến thể mới, theo dữ liệu CDC. Tổng cộng 1,16 triệu người Mỹ đã chết vì COVID-19 kể từ đầu đại dịch tới nay, theo dữ liệu chính thức. WHO cảnh báo phát hiện thêm siro ho nhiễm độc tại các khu vực mới. Ngày 7 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc ở châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. WHO nêu rõ, các sản phẩm ảnh hưởng đều do Pharmix Laboratories của Pakistan sản xuất và được phát hiện đầu tiên tại Maldives và Pakistan. Một số sản phẩm nhiễm độc cũng xuất hiện tại Belize, Fiji và Lào. Theo WHO, một số loại thuốc siro có thành phần hoạt tính để điều trị một số tình trạng bệnh lý lại chứa lượng ethylene glycol vượt quá mức cho phép. Hiện WHO chưa ghi nhận trường hợp nào bị tác dụng phụ do các loại thuốc này. Tổ chức này hối thúc các nước tăng cường cảnh giác và kiểm tra sản phẩm do Pharmix Laboratories sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12-2021 đến tháng 12-2022. WHO cho biết tổng cộng có 23 lô sản phẩm của siro allegol, hỗn dịch amidon, siro mucorid, hỗn dịch ocofin và siro ginseng bị ảnh hưởng. Hiện siro allegol là thuốc duy nhất được phát hiện bên ngoài Pakistan. Theo cảnh báo, nồng độ ethylene glycol trong thuốc dao động từ 0,62 đến 0,82%, cao hơn so với mức cho phép là 0,1%. Các thuốc này được dùng để điều trị ho, dị ứng và các vấn đề về sức khỏe khác. WHO cảnh báo những sản phẩm không đạt chuẩn này là không an toàn và việc sử dụng các sản phẩm, đặc biệt là ở trẻ em, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc là tử vong. Hiện Pharmix Laboratories chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pakistan đã phát hiện một số sản phẩm khác cũng nhiễm độc trong quá trình kiểm tra các cơ sở sản xuất của Pharmix Laboratories. Do đó, cơ quan này yêu cầu công ty ngừng sản xuất siro ho và đưa ra cảnh báo thu hồi vào tháng 11. Thời gian qua, WHO đã đưa ra loạt cảnh báo về các vụ thuốc nhiễm độc tương tự được sản xuất ở Ấn Độ và Indonesia, có liên quan đến 300 ca tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Một bé 2 tuổi ở Úc đã tử vong vì nhiễm virus từ bồ câu. Bé gái 2 tuổi không tiết lộ danh tính được đưa tới bệnh viện Prince of Wales ở Renwick, bang New South Wales, sau 3 tuần bị buồn nôn, nôn mửa và có các triệu chứng giống như cảm lạnh. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết, chỉ 6 tháng trước khi xuất hiện các triệu chứng, cô bé đã hoàn thành đợt hóa trị thứ 2 để kiểm soát bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính ALL. Tình trạng sức khỏe của bé tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong vòng 4 ngày. Bé phát triển hội chứng động kinh liên quan đến nhiễm trùng do sốt và bắt đầu bị động kinh. Các bác sĩ đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm bao gồm chụp cộng hưởng từ MRI, đánh giá khả năng tự miễn dịch, đánh giá các bất thường về di truyền và xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để kiểm tra mầm bệnh vi khuẩn, nấm, virus hoặc là mycobacteria. Tuy nhiên, tất cả đều không cho thấy điều gì đáng lo ngại. Bệnh nhi được dùng thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh và thuốc chống động kinh để điều trị sưng não, giảm bớt khó chịu nhưng không làm dịu được các triệu chứng và não của bé tiếp tục sưng lên. Bé qua đời 27 ngày sau khi nhập viện. Sau khi bé qua đời, các xét nghiệm y tế phát hiện em mang một chủng virus paramyxovirus số 1, APMV số 1 nghiêm trọng ở gia cầm, gây ra bệnh Newcastle. Đây là một bệnh do virus rất dễ lây lan và gây tử vong, ảnh hưởng đến chim và gia cầm, điển hình là chim bồ câu. Bệnh được đặt tên theo thành phố nơi bệnh xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1926. Các chuyên gia y tế kết luận là đứa trẻ chết vì sưng não do nhiễm trùng có thể sau khi tiếp xúc với phân hoặc là chất lỏng của chim bồ câu bị bệnh. Theo New York Post, trường hợp nhiễm APMV số 1 đầu tiên được ghi nhận ở người tại Úc vào năm 1942. Một bệnh nhân nữ được cho là không cố ý tiếp xúc với bất kỳ động vật hoặc bệnh tật nào, thậm chí không đi du lịch. Kể từ đó, thì thế giới ghi nhận 485 ca nhiễm virus APMV số 1 ở người, với hơn một nửa ở Anh. Đến nay thì đã có 4 trường hợp tử vong ở Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Bé gái trên là trường hợp thứ 5. Hoàng tử Ả Rập Saudi qua đời vì rơi chiến đấu cơ. Hoàng gia Ả Rập Saudi hôm 7 tháng 12 thông báo, Hoàng tử Tala bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud đã qua đời, song không nêu nguyên nhân. Lễ cầu nguyện sẽ được cử hành tại nhà thờ Hồi giáo Eman Turki bin Abdullah ở thủ đô Riyadh. Truyền thông Ả Rập Saudi cho biết, Hoàng tử Tala thiệt mạng vì chiếc chiến đấu cơ F-15 ông điều khiển rơi trong cuộc diễn tập của lực lượng không quân đất nước hôm 7 tháng 12. Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi không bình luận trực tiếp về Hoàng tử Tala nhưng xác nhận có một chiến đấu cơ F-15 rơi trong nhiệm vụ huấn luyện ở tỉnh Đông và phi hành đoàn đã tử vì đạo. Hoàng tử Tala là con trai của Hoàng tử Bandar, là cháu trai của cố vương Abdulaziz, quốc vương đầu tiên của Ả Rập Saudi. Ông là trung tá trong lực lượng không quân Ả Rập Saudi và giữ chức trợ lý giám đốc cơ quan tình báo từ năm 2004 đến 2012. Ông còn tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh, thể hiện sự linh hoạt của Hoàng gia Ả Rập Saudi trong cả khía cạnh điều hành lẫn thương mại. Tại Indonesia, đề xuất miễn thị thực nhập cảnh cho du khách 20 nước để thúc đẩy du lịch. Bộ trưởng du lịch của Indonesia cho biết là đã đề xuất 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng khách du lịch nước ngoài cao nhất, ngoại trừ những quốc gia hiện đang được hưởng quyền miễn thị thực. 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp và có 2 quốc gia Trung Đông chưa được thông báo cụ thể. Đầu năm nay, Indonesia đã dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 nước, cho rằng chính sách mở cửa này đã dẫn đến các vụ vi phạm quy định xuất nhập cảnh, gây rối trật tự công cộng, làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến người dân. Indonesia đang đặt mục tiêu đạt doanh thu 200.000 tỷ rupiah, tương đương 12,9 tỷ đô la Mỹ từ ngành du lịch trong năm 2024. Bộ trưởng Uno cho biết, việc miễn thị thực nhập cảnh sẽ giúp tăng lượng khách du lịch nước ngoài, tạo ra hiệu ứng cấp số nhân, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. Indonesia cũng đang hướng đến những khách du lịch chất lượng, đặc biệt là những người có thời gian lưu trú dài hơn và chi tiêu cao hơn cho nền kinh tế địa phương. Hiện đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đã được đệ trình lên Tổng thống Joko Widodo. Cùng với đề xuất này, Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia cũng đề xuất 13 sân bay ưu tiên phục vụ khách du lịch nước ngoài. Trong phần thông tin về sức khỏe hôm nay, tập thể dục bao nhiêu phút mỗi một ngày là tốt nhất? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, bạn nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất là 150 phút mỗi một tuần hoặc các bài tập cường độ cao trong 75 phút một tuần. Đối với các bài tập cường độ vừa phải thì bạn nên chia thời gian tập luyện ra thành 30 phút mỗi ngày, 5 lần một tuần. Tuy nhiên ở Mỹ, hơn 60% người trưởng thành không tập thể dục đủ theo khuyến nghị, theo trang It This Not That. Bà Carrie Fur, huấn luyện viên cá nhân ở Mỹ cho biết, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tập thể dục như là sức khỏe thể chất, mục tiêu tập luyện, thói quen và lối sống. Tập thể dục càng nhiều thì lợi ích sức khỏe càng lớn, song tập luyện quá sức lại có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Do đó, thời lượng tập luyện tốt nhất là không quá ngắn cũng không quá dài. Chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường thể lực mà không cần tập thể dục quá sức. Các bài tập cường độ cao trong thời gian ngắn đốt cháy calo trong và sau khi tập thể dục. Các bài tập cường độ thấp với thời gian dài hơn thì sẽ làm tăng mức tiêu hao năng lượng. Điều quan trọng là bạn cần duy trì thời gian tập luyện nhất quán, cường độ tập luyện phù hợp và thực hiện các bài tập đúng với mục tiêu. Thời lượng tập luyện đóng vai trò quan trọng đến cơ thể và quá trình giảm cân. Tuy nhiên, chế độ ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Thông thường đối với các bài tập cường độ vừa phải như là đi bộ, chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền, bạn nên tập từ 30 đến 60 phút. Trong khi đó, các bài tập thể lực thì cần thời gian từ 45 phút đến 60 phút. Những bài tập cường độ cao ngắt quãng, được gọi là HIIT, có thể mang lại nhiều hiệu quả khi tập trong 15 đến 30 phút. Ngoài ra, trường cao đẳng y học thể thao Mỹ khuyến nghị bạn nên tập các nhóm cơ chính vào 2 đến 3 ngày một tuần. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu và thể lực của từng người mà thời gian mỗi buổi tập sẽ khác nhau. Theo khuyến nghị chung, các buổi tập nên kéo dài từ 30 đến 60 phút. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe, đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký, để lại bình luận phía bên dưới video và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Và quý vị hãy nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và bình an. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.